Xin kính chào quý vị khán giả của Tâm Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin chào buổi sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và may mắn. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Sáng kiến Darek Propuchina thông báo rằng họ đã chuyển giao 10 tấn thuốc nổ dẻo, 10.000 ngòi nổ và 10 km dây để kết nối các quả bom cho Ukraine. Lô hàng đã được đơn vị cảm sát COD ở Ukraine tiếp nhận. Tổng số tiền thu được trong chiến dịch mang tên Operace Robert Yabel vào năm ngoái đã thu được số tiền hơn 14 triệu kurun. Sáng kiến Darek Propuchina còn phát động các chiến dịch khác nhằm cung cấp thêm chất nổ dẻo cho Ukraine và máy bay không người lái. Tỷ lệ thất nghiệp ở Cộng hòa Séc đã chững lại trong tháng 2 ở mức 4%, giống như hồi tháng 1. Vào cuối tháng 2 có 296.107 người không có việc làm, nhiều hơn 561 người so với tháng trước đó. Số lượng vị trí tuyển dụng tăng thêm 1.796 vị trí lên tổng cộng 268.579 chỗ làm. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong tháng 2 là ở vùng Ustki với tỷ lệ 6% và ở vùng Moravskoslezsky với 5,5%. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là ở Praha với 2,9%, tiếp theo là vùng Zlin và Plzeň với 3,2%. Người nông dân đã đổ phân trước văn phòng chính phủ vào hôm thứ Năm sẽ phải đối mặt với hình thức phạt tiền lên đến 20.000 kurun. Trong cuộc biểu tình của nông dân Séc vào lúc sáng sớm, khoảng 4 người nông dân đã đổ phân động vật tại khu vực Nápřeží Edvarda Beneše, khiến giao thông xung quanh khu vực này bị ảnh hưởng và cảnh sát chỉ bắt giữ được một người trong số họ. Những nhà tổ chức sự kiện cho biết sự việc không nằm trong kế hoạch của họ và đã xuất phát từ sự thất vọng của nông dân khi đang phải đối mặt với việc sinh kế của họ được cho là đang bị đe dọa. Các nhà khoa học Italia cho biết các mảnh vi nhựa trong các mảng bám trên thành động mạch trong cơ thể người có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Vi nhựa microplastic được định nghĩa là các hạt nhỏ hơn 5mm và hiện nay đã được phát hiện trong nhiều mô của cơ thể người. Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y học New England, trong số 304 bệnh nhân trải qua thủ thuật làm sạch động mạch cảnh, 58% được phát hiện có các mảnh vi nhựa và nhựa nano có mép răng cưa trong mảng bám bên trong mạch máu. Qua nghiên cứu dựa trên độ tuổi, giới tính, chỉ số khối cơ thể và tình trạng sức khỏe của bệnh tiểu đường hay cholesterol bất thường, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những bệnh nhân có các mảnh vi nhựa trong máu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn gấp 5 lần so với những bệnh nhân khác. Công đoàn Hàng hải quốc tế kêu gọi tàu hàng cân nhắc lịch trình ngừng đi qua Biển Đỏ sau vụ tập kích của Houthi trên vịnh Aden. Liên đoàn Người lao động vận tải quốc tế ITF ra tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi toàn ngành điều hướng tàu qua mũi Hào Vọng cho tới khi tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ được đảm bảo an toàn. Thời gian giao hàng không đáng giá bằng mạng sống các thủy thủ." ITF là tổ chức vận động cho quyền lợi của các thủy thủ bằng cách phối hợp hành động với hơn 700 công đoàn thành viên. ITF hưởng ứng lời kêu gọi tương tự trước đó của Nautilus International, một trong những liên đoàn lớn nhất thế giới của các thủy thủ. Akira Toriyama, người tạo ra bộ truyện Bảy viên ngọc rồng, đã qua đời vào ngày 1 tháng 3, 2024 do tụ máu dưới màng cứng cấp tính. Xưởng sản xuất thiết kế và manga của ông, Bridge Studio và Capture Corporation Tokyo đã xác nhận vào hôm 8 tháng 3. Sự ra đi của Akira Toriyama khiến người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ lòng kính trọng đối với Toriyama và tác động của các tác phẩm sáng tạo của ông đối với cuộc sống của họ. Akira Toriyama sáng tác Bảy viên ngọc rồng vào năm 1984. Bộ truyện này tiếp tục được coi là một trong những bộ truyện tranh hay nhất từng được thực hiện, tạo ra tác động lớn và lâu dài đến văn hóa đại chúng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế George Bush ở thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ khi máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng United Airlines trượt lên bãi cỏ trong lúc rời khỏi đường băng sau khi hạ cánh. Hình ảnh hiện trường cho thấy càng chính bên trái Boeing 737 MAX bị sập, khiến động cơ và chóp cánh đè xuống mặt đất, mũi máy bay ngóc lên cao. Nhân chứng nói rằng khung thân phi cơ vẫn nguyên vẹn nhưng nó đang thực sự mắc kẹt. FAA không tiết lộ số người có mặt trên máy bay, nhưng khẳng định toàn bộ hành khách đã rời phi cơ và được xe buýt đưa đến nhà ga sân bay. Thông báo của giới chức Mỹ không đề cập tới trường hợp nào bị thương và chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố. Tạp chí Mỹ Motor Trend vinh danh 50 tên tuổi ảnh hưởng nhất ngành ô tô thế giới với tỷ phú Phạm Nhật Vượng thứ 47, Elon Musk đứng thứ 50. Đây là lần đầu tiên tỷ phú Việt lọt top danh sách 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp ô tô thế giới do Motor Trend lựa chọn công bố vài ngày trước. Đây là tạp chí chuyên ngành ô tô lâu đời bậc nhất tại Mỹ, ra đời từ năm 1949. Danh sách quy tụ những nhà lãnh đạo của không chỉ các hãng xe mà còn các nhà cung cấp trong ngành như chip hay pin cho xe điện và cả các tay đua F1. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng,
chủ tịch Vingroup CEO của VinFast ở vị trí thứ 47, trong khi đó tỷ phú Mỹ Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla đứng ở vị trí thứ 50. Cả VinFast và Tesla đều là các hãng xe thuần điện, trong khi Tesla là một trong những hãng tiên phong, tay chơi nhiều kinh nghiệm thì VinFast vẫn chỉ là người mới, một startup trong ngành. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới hơn vào ngày mai.